quốc anh chào tất cả các bạn đang dõi theo kênh trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng quốc anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta trong chủ đề của video lần này quốc anh chia sẻ về chủ đề càng giúp đỡ người khác càng trở nên giàu có trong khoảnh khắc đó chúng ta đang sống thuần theo quy luật của vũ trụ đó là quy luật cho và nhận càng cho đi bạn càng trở nên giàu có cho một cách tự do và hạnh phúc luôn hình thành thói quen cho đi một cách vui vẻ cho trước khi bạn nhận được bất cứ năng lượng nào bạn cho đi sẽ trở lại với bạn một cách đáng kinh ngạc chẳng hạn bạn có thể cho đi thời gian của mình và sau đó nó sẽ quay lại với bạn từ một nguồn không mong đợi dưới hình thức không mong đợi theo cách có lợi cho bạn rất nhiều bạn không thể nhấn mạnh vào một cách cụ thể và thời gian nó sẽ quay trở lại với bạn nhưng bạn có thể yên tâm rằng nó sẽ quay trở lại theo cách tốt nhất cho bạn hãy cho đi một cách vui vẻ và tự do chính năng lượng đằng sau sự cho đi mới là điều quan trọng vì vậy đừng cho đi một cách miễn cưỡng luật nhân quả đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được nhiều cho những gì bạn cho đi cuộc sống là để cho đi để giúp đỡ người khác cho những gì bạn có thời gian tiền bạc nụ cười tình yêu lời khen ngợi bất cứ thứ gì và bạn sẽ nhận lại được rất nhiều phước lành và may mắn cho một cách ân cần và nhận lại một cách biết ơn lòng biết ơn là yếu tố tiếp thêm sinh lực của sự cho và nhận bằng cách chăm sóc xã hội và thiên nhiên bạn chăm sóc cho chính mình, chia sẻ và trao tặng cho thiên nhiên và xã hội thường xuyên, giúp đỡ người khác, giúp người khác xây dựng sự giàu có của họ, thì bạn cũng sẽ xây dựng sự giàu có của mình. Vũ trụ là tất cả năng lượng, các dòng năng lượng, việc cho đi thúc đẩy dòng chảy năng lượng này giúp bạn hòa hợp với các sức mạnh của vũ trụ. Bất cứ điều gì bạn muốn có, hãy tạo ra một sinh vật khác có nó trước và bạn sẽ bắt đầu có nó một cách dồi dào. Cho đi và bạn sẽ nhận được theo bội số. Ví dụ, nếu bạn muốn có của cải, hãy chỉ cho người khác cách để có của cải. Và một cách đáng kinh ngạc, bạn sẽ sớm thấy mình giàu có. Hãy chia sẻ. Đó là một khoản đầu tư. Vũ trụ sẽ trả lại cho bạn một khoản lãi đáng kinh ngạc. Chia sẻ vui vẻ và chân thành phát triển nhận thức cho phép bạn tìm kiếm và nhìn thấy tất cả các cơ hội mà bạn có thể cho một thứ gì đó một cách tự do và vui vẻ bạn có thể cung cấp những thứ vật chất thời gian kỹ năng của bạn hoặc bất cứ thứ gì khác hãy bỏ thói quen nghĩ rằng bạn nên nhận một thứ gì đó trước rồi mới cho đi đó không phải là sự cho đi đó là một cuộc trao đổi theo quy luật khi bạn cho đi vũ trụ tìm ra cách tốt nhất để trả lại năng lượng đó cho bạn dưới dạng một thứ gì đó mà bạn không có bên mình. Vũ trụ trả lại cho bạn ở dạng bồi số. Khi vào đúng thời điểm thích hợp, ở dạng thích hợp nhất. Đó là một quá trình kỳ diệu. Rõ ràng, bạn càng cho đi nhiều, bạn càng tạo ra nhiều điều kỳ diệu cho chính mình. Cuộc sống bắt đầu làm việc cho bạn. Phát triển mong muốn mạnh mẽ và kiên trì để cho đi một cách vui vẻ và tự do trong thiết lập mục tiêu của bạn hãy nhớ bao gồm một số mục tiêu về việc cho đi miễn phí và vui vẻ cho đi theo luật nhân quả là một trong những hành động mạnh mẽ nhất mà bạn có thể làm bạn không thể bỏ qua việc cho đi trong kế hoạch cuộc sống của mình bạn không thể để nó xảy ra tình cờ hãy phát triển sự cho đi thành một thói quen điều gì đó bạn làm một cách tự nhiên mà không cần phải suy nghĩ về nó điều này khiến bạn trở thành một người cho đi kiên định và bền bỉ và vũ trụ sẽ làm việc cho bạn hãy tập thói quen cho đi cho đến khi bạn đạt được điểm mà bạn thích cho đi hãy tận hưởng nó một cách triệt để bạn nên suy nghĩ và biết rằng khi bạn cho đi bạn sẽ nhận lại được thứ gì đó từ vũ trụ bạn không cần phải giả vờ rằng bạn không quan tâm đến việc nhận được phần thưởng cho việc cho đi mong đợi phần thưởng là tốt trên thực tế, mong đợi một phần thưởng là sức mạnh để phần thưởng đến với bạn. Việc vi phạm luật cho tặng xảy ra khi bạn bắt đầu mong đợi nhận lại thứ gì đó từ chính sinh vật mà bạn cho. Bạn có thể nghĩ rằng, tôi đã làm điều này cho bạn, vì vậy bạn nên làm điều gì đó cho tôi. Trong thực tế, đòi hỏi một phần thưởng cụ thể trở lại là một vi phạm. Nó khiến bạn có đầu óc giao dịch hơn là đầu óc vui vẻ và miễn phí không bao giờ yêu cầu hoặc mong đợi sự hoàn vốn từ những người bạn cho phần thưởng bạn nhận được sẽ đến từ nguồn đúng thời điểm và ở hình thức mà vũ trụ thấy phù hợp nhất với bạn bạn luôn có một cái gì đó để cho đi thời gian lời khen nụ cười tài năng tiền bạc kiến thức chia sẻ một cuốn sách cho đi giúp bạn thấy những gì bạn có nhưng không biết bạn đã có bạn sẽ nhận ra rằng mình có rất nhiều tài sản và khả năng giàu có mà trước đây bạn nghĩ rằng mình thiếu xung quanh bạn có rất nhiều cơ hội để trao tặng nhưng bạn chỉ nhìn thấy chúng khi bạn quyết định bắt đầu nhìn thấy chúng hãy học cách đón nhận một cách ân cần và hạnh phúc đừng cảm thấy khó chịu khi nhận bạn xứng đáng nhận được điều đó và khi nhận được bạn đang hòa hợp với quy luật cho và nhận khi tặng quà đừng hết buộc nó đối với những người bạn tặng nếu người nhận không muốn nhận món quà của bạn hãy vui vẻ và trân trọng món quà đó đừng xúc phạm nếu món quà của bạn không được chấp nhận cho phép người kia tự do lựa chọn và đừng làm cho một người phụ thuộc vào bạn khi một người trở nên phụ thuộc vào quà tặng của bạn một cách không cần thiết bạn đã không làm được điều gì tốt cho họ bởi vì bạn đã làm giảm niềm tin và khả năng của họ vào bản thân họ đây là một kịch bản có thể xảy ra Hãy tưởng tượng, một người không có nhiều của cải vật chất để cho và chia sẻ với người khác. Nhưng người này rất tốt bụng, người đó dành hàng nghìn lời khen cho những người mà người đó gặp mà không hề nhận lại một lời khen nào. Người này nâng cao tâm trạng và sự tự tin của người khác bằng cách tìm cách khuyến khích và khen ngợi người khác. Nhưng người này không bao giờ nhận được lời khen từ bất kỳ ai. Một ngày nọ, theo luật nhân quả cho và nhận bằng cách nào đó, người này đã có được điều mà họ mong ước chỉ khi người đó cần theo cách giống như một phép màu cái mà người ta gọi là may mắn đó là cách hoạt động của sự cho đi cuộc sống là tất cả về sự cho đi và trí thông minh vận hành vũ trụ luôn tôn vinh sự cho đi của bạn bằng mọi cách hãy cho đi một cách vui vẻ mọi thứ trong cuộc sống đều là một món quà đặc biệt là đối với sự giàu có và hạnh phúc đừng bao giờ ngừng cho người khác của cải và hạnh phúc và bạn sẽ có được sự giàu có và hạnh phúc gấp bội món quà của sự cho đi hãy cho đi nó có thể là một món quà vật chất một món quà một bông hoa một lời khen một nụ hôn một lời cảm ơn một lời chúc thầm lặng hãy nói chào buổi sáng với những người bạn gặp trên đường đi làm nhìn họ mỉm cười với họ giữ cửa thang mái cho họ chúc họ một lời chúc thầm lặng nói chào buổi sáng với những người bạn gặp trên đường đi làm nhìn họ mỉm cười với họ chúc họ một lời chúc thầm lặng gọi cho một người bạn và cho họ biết họ có ý nghĩa như thế nào với bạn nói cho con bạn biết chúng đã tác động đến cuộc sống của bạn nhiều như thế nào giao tiếp bằng mắt nhiều hơn lắng nghe nhiều hơn mang đến cho người bạn yêu một bông hoa một lời khen ngợi một lời cầu nguyện hãy cho phép bản thân tiếp nhận bạn cho phép mình đánh giá cao những gì bạn đã nhận được không chỉ hôm nay mà trong toàn bộ cuộc đời bạn bạn nắm lấy vẻ đẹp của thế giới của bạn hôm nay hãy đón nhận một cách ân cần và có ý thức tất cả những món quà mà cuộc sống ban tặng cho bạn ngồi bên ngoài một vài phút và nhắm mắt lại cảm nhận cảm giác làn gió ấm phả vào mặt tiếng chim hót mùi hương ban ngày tiếng người nói chuyện tiếng trẻ con cười Tiếng mưa rơi, hãy đánh giá cao cuộc sống của bạn, đón nhận vẻ đẹp đơn giản của cuộc sống của bạn. Bằng cách gieo trồng và thể hiện ý định này, bạn cho phép mình bước qua ngày với mục đích và sự trân trọng. Luật cho và nhận có hiệu lực bằng cách cam kết thực hiện các bước sau đây. Thứ nhất, bất cứ nơi nào tôi đi và bất cứ ai tôi gặp phải, tôi sẽ mang lại cho họ một món quà món quà có thể là một lời khen một bông hoa hoặc một lời cầu nguyện hôm nay tôi sẽ tặng một thứ gì đó cho những người mà tôi tiếp xúc và vì vậy tôi sẽ bắt đầu quá trình luân chuyển niềm vui sự giàu có và sung túc trong cuộc sống của tôi và trong cuộc sống của những người khác thứ hai hôm nay tôi sẽ biết ơn tất cả những món quà mà cuộc sống đã ban tặng cho tôi tôi sẽ nhận được những món quà của thiên nhiên ánh sáng mặt trời, tiếng chim hót hay những cơn mưa, tôi cũng sẽ cởi mở để đón nhận từ những người khác, cho dù đó là một món quà vật chất, tiền bạc, một lời khen ngợi hay một lời cầu nguyện. Thứ ba, tôi sẽ cam kết giữ của cải luân chuyển trong cuộc sống của tôi bằng cách cho và nhận những món quà quý giá nhất của cuộc đời, những món quà của sự quan tâm, tình cảm, sự đánh giá cao và tình yêu. Mỗi lần gặp một ai đó, tôi sẽ thầm cầu chúc cho họ được hạnh phúc, vui vẻ và tràn ngập tiếng cười. Cuộc sống là một dòng chảy không ngừng cho và nhận. Dòng chảy này ngăn chặn sự trì trệ và mang ý nghĩa vào thế giới của bạn. Càng cho đi, bạn càng trở nên giàu có và hạnh phúc. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả chúng ta nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra, các bạn có thể cộng hưởng trực tiếp với Quốc Anh qua số điện thoại Zalo Quốc Anh chia sẻ bên dưới mỗi video. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.